Ba đứa chào tất cả mọi người đi con. Sàn ơi, quay đây nhìn con. Rồi giới thiệu từng người nè, con tên gì? Con tên là gì? Con nói đầy đủ nguyên câu coi. Con tên là... Nói lên con tên là... Tiếng Anh tên con là gì? À, con. Ừ. Rồi, hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi. Mình chơi một trò chơi cho các bé nha. Trò chơi này đơn giản. Bây giờ trước mắt nè. Trước mắt mỗi bé là có gì con? Giấy trắng nha. À, giấy trắng. Wilson là có giấy trắng nhưng mà thích có cái giấy màu của mình sẵn, nhưng mà không sao, để đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái món đồ ở đây. Rồi, bây giờ mình làm cái gì? Mình sẽ khui cái món này ra. Sàn ơi, nghe nghe cậu giải thích nè. Mình khui cái món này ra. Rồi mỗi người sẽ có 3 phút. Mình sẽ vẽ cho nó giống cái món mẫu này trong vòng 3 phút. Ai vẽ đẹp nhất trong vòng 3 phút, người đó thắng. Ok. Are you ready? 1, 2, 3. You guys have 3 minutes. Okay, ladies and gents, you have 3 minutes. Only 3 minutes. Túi vẽ gì nè con? Nhìn như mẫu rồi túi. Nhìn như mẫu rồi con. Ừ. Trần vẽ gì rồi? Dạ cậu sẽ là referee nha. Have 1 minute and a half left. Color cũng được. Color càng tốt nha. Có color càng tốt. Đây là bản vẽ của Wilson. Đây là túi. Túi túi. Phải không? Túi túi. Rồi tôi vẽ đi con. One. Time up. Alright, put your hand down. Tất cả mọi người đưa bản vẽ lên trước mặt coi. Rồi. Đây, đây là của Nina. Đây là của Wilson. Wilson có Misa .az nữa nè. Đây là của Kaylee. Rồi, bây giờ ba bé nhìn thử coi. Bây giờ đổi qua. Đổi qua đổi lại đi. Rồi tự nhìn coi coi thấy ai vẽ đẹp nhất. Được, được luôn. Tôi thấy bạn vẽ nào đẹp. Coi xong rồi chuyển qua, chuyển qua. Chuyển qua. Tôi thấy cái nào đẹp? Cái này đẹp hả? Mình đang vẽ cái này mà. Wilson thấy cái nào đẹp con? Rồi, Nina thấy cái nào đẹp? Rồi, cái này không ai chọn hết ha. Rồi mình coi hai cái này thử coi. Đây, đây là mẫu Mesa.az. Ở đây cũng vậy. Bạn này thì có
Kaylee, who do you vote for, Nina or me? Túi, con thấy cái nào? Mình đang vẽ cái này mà. Rồi. Rồi, đây đây để referee chấm điểm nha. Nếu mà chấm điểm về detail thì cái này có nhiều detail nè, đúng không? Cái này có chữ nè, có hình nè. Nếu mà chấm điểm về màu thì bên này có màu đẹp nè, bên này không có màu nè. Vậy thì cậu sẽ cho hai bên bằng điểm nhau, tại vì hai bên đều vẽ đẹp. Cho 8 điểm đi. Rồi. Hai bên được 8 điểm nha. It's a toy. Right. Game, next object. Get ready. Get ready, next one. Rồi, ready chưa? Ờ rồi, bây giờ là round 2 nha. Sần nói tiếng Việt cho mấy bạn hiểu nè. Sần nói tiếng Việt cho các bạn hiểu. Thôi, không có vẽ cái đó, mình vẽ cái này. Rồi Sần, nè, vòng 2. Sẵn sàng chưa? 3 phút luôn nha. Khoan, để cậu bấm giờ đã. Không, hồi nãy không có bấm giờ. Đây, em sẽ chỉnh 3 phút nha. Rồi, Sành ơi, tập trung nè. 1, 2, 3. Rồi, bấm giờ, 3 phút. Nhớ là có càng màu, có càng nhiều màu càng đẹp nha. Càng chi tiết càng đẹp nha. Cái này dễ hay khó túi? Dễ không con? Writing. And give me a thumbs up. Rồi, 10 giây cuối cùng. Xong hết chưa? Xong hết rồi phải không? Rồi. Quay lên trên. Đây là của Nina. Đây là của Wilson. Đây là của Kelly. Rồi mình lại đổi ngược cho nhau. Vậy là cái này hơi bị khó chấm, để theo giám khảo chấm nha, để referee chấm. I had to do some shading in this. Đây. Nhìn cái này. Nghĩa là cái mẫu. Đây là cái mẫu và đây là cái của Wilson. Sầm có màu đẹp nè. Có màu vô đẹp nè. Rồi Sần có. Nhưng mà cái này nhìn không có giống cái cấp. Nó giống cái gì á. Đúng không? Nhìn nó giống cái gì, không có giống cái cấp. Rồi nhìn cái của Kelly coi. Nhìn cái Kelly. Kelly có cả màu vàng vô nữa nè. Cái này này cậu biết chấm sao. Cái này nhìn giống mẫu nhất nè. Nè, cái này nhìn có vẻ giống mẫu nhất nè. Đúng không? Ừ, nhưng mà cái này cái chén hơi to nè. Cái dĩa hơi to hơn cái chén nè.
Rồi, giờ cậu cho điểm nha. Rồi, vậy là bên này chiến thắng nha. Nina chiến thắng dòng này nha. Nina có 85. Rồi, Kaylee được 8. Gushan được 8. Nina được 8.5. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Đây là mẫu của chúng ta. Mẫu này hơi bị khó nha. Ba phút nha. Dễ ông túi. Sành rất là mê đàn nè, thấy không? Sành nhìn cái là Sành biết vẽ đàn nè. Đúng không? Túi chưa gì đã đưa cho cậu chấm điểm rồi nè. Rồi hết giờ. Rồi nộp bài thôi. Rồi mình sẽ đưa bài cho nhau chấm nè. Thôi hết giờ rồi Sơn, không được vẽ nữa. Rồi bây giờ túi nghĩ là bài này được bao nhiêu điểm. Túi ghi cái số điểm ra coi. A, B hay C? Túi nghĩ là đẹp hay xấu? B. Rồi ghi B vô. Rồi Sơn nghĩ là bài này được bao nhiêu điểm? B. Rồi ghi vô. B+. Ừ, ghi vô. Rồi Nina chấm bài này được B. Rồi bây giờ mình đổi tiếp. Rồi đổi đi. Rồi chấm tiếp đi con. Rồi con nghĩ được bao nhiêu điểm con chấm vô. Rồi giờ tới ban giám khảo nha. Tới referee. Rồi referee chấm. Bài này sẽ được, bài này được C cộng với B cộng. B and B plus. Ừ. Bài này được B plus với lại A minus minus A. Còn bài này được B với lại B cộng. Các bạn thấy cây đàn nào đẹp? Theo ban giám khảo thấy thì cây đàn này là cây đàn quá bự. Đàn này bự hơn so với lại đàn bình thường. Nhưng mà nhìn cũng giống đúng không? Giống mà. 4 giây nè, thấy không? Giống nè. Nhưng mà hơi bự nè. So với lại hai cây này thì cây này. À, vậy thì ban giám khảo sẽ chấm cây này chiến thắng ha. Cây này sẽ được A. Cây này sẽ được. Và cây này sẽ được B plus. Ok, được chưa? Vậy là kết thúc game này thì ai giành chiến thắng? Nina giành chiến thắng. Thì bây giờ ban giám khảo sẽ đi tìm phần thưởng cho Nina ha. Được không? Không được hả? Vậy thì mình ráng vào game sau nha. Rồi, bây giờ hi-fi cái đi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nè.
Mình kết thúc video này ha. High five, chào các bạn đi. Túi nói chào các bạn đi. Nói đi, tôi nói đi. Túi buồn rồi. Mình chơi game khác ha.